Я продаю, ты. Ты продаешь. Ты продаешь, он. Он продает. Да, мы. Мы продаем. Ём. Вы. Вы продаете. Они. Они продают. Они продают, хорошо. Так, bây giờ hỏi Dung nào. À, Thanh thì phần này nói tốt rồi. Cho nên là Thanh ngồi tham khảo thế nào. Hỏi Dung nào. À, Dung bảo tôi đang bán quần áo. You. Quần áo là gì? Nó. Одежду. Đấy. Одежду. Đây, chúng ta có đây, ghi đây rồi này. Tôi đang bán quần áo. Я продаю одежду. Đấy. À, đó. À, Thanh nói nào. À, bạn tôi thì bán thực phẩm. Bạn tôi. Bạn tôi là gì? Bạn tôi là gì nào? Bạn là gì? Друг. Bạn là друг. À, của tôi là gì? Мой друг. Мой друг. Мой друг. Мой друг bán à? Bán thực phẩm nào? No. Мой друг thì phải là gì? Мой друг là danh từ giống được là он hay là ăn à? No. Dung nào. À, друг là gì nào? Друг là danh từ giống gì? Giống được. Giống được. Giống được thì nó tương đương với đại từ gì? Он. Đại từ он. Vậy thì он chia như thế nào? Он продаёт. Yeah, продаёт. Да. À, thực phẩm là gì? Продаёт gì nào? Thực phẩm là gì nào? Продукты. А? Продукты. Продукты. Đấy. À, мой друг продаёт продукты. À, thầy giáo hỏi cái này là Dung là phải nói nhuần nhuyễn luôn. Đấy. Đó, bởi vì kiến thức chúng ta học rồi. Đấy. À, bán bánh mì nào? Хлеб. Bán quần áo nào? Одежду. Đấy. Bán thực phẩm là продукты. Đấy. À, đó. Học từ nào chúng ta phải nhớ ngay từ đó. Đấy. Đó. Cho nên là gì nào? Có video cho các em học rồi. Các em xem lại video một lần, hai lần, ba lần, nghe và nói theo, nghe và nói theo đấy. À, thầy giáo nghĩ rằng trong hai ngày nghỉ của các em vừa rồi, thầy giáo còn cho các em nghỉ thêm một ngày nữa đấy. À, đó, bốn ngày nghỉ vừa rồi đấy. Đó là gì? À, là chúng ta phải đọc rất kỹ đi. Nhớ chưa nào? Đấy, học kỹ đi. Không có là chúng ta học sẽ không hiệu quả đâu. Tác vụt đấy. Đó. À, trong quá trình học thì đã thường xuyên kiểm tra đấy, biết là cái khả năng học bài của em đến đâu đấy. À, Thanh nào, Thanh, что вы продаете? Я продаю одежду. Одежду. Что продает твой брат? Он тоже продает одежду. Одежду, да? Он тоже продает одежду, да? А что Света продает? Света. Это Света. Света продает. Что она продает? Света продает хлеб. 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 А чи бэ, чи надо thành пэ, да? Хлеб. Она продает хлеб, да? Это Света. Что она продает? Она продает хлеб, да? Что Наташа продает, Тань? Что Наташа продает? Наташа продает одежду. Одежду, да? А, như vậy, toàn bộ cái kiến thức nó nằm ở trong cái trang này, đấy. À, chúng ta cần nắm kiến thức là gì? Продавать. Bán cái gì? Bán cái gì ở đây? Đấy. Nếu mà danh từ giống cái thì thành đuôi u, a thành u, одежду. À, thế chứ nào? Đấy. Газета, газету. À, số nhiều, газеты. Bán cái gì nữa? Хлеб. Đấy. À, thế vậy thì tất cả chúng ta có hết đây rồi. Thầy giáo hỏi là что вы продаете? Em có thể nói bất cứ cái gì. Я продаю хлеб. Что продает твой брат? Он продает мясо. Đấy, мясо là gì? Là thịt. Thịt. Рыба là cá. Thành là рыбу. Он продает рыбу. Đấy. Что продает Наташа? À, cứ nhìn đây mà nói. Наташа продает журналы. Что продает Света? Света продает хлеб. Đấy. À, đó là động từ продавать. À, khi học một động từ thì chúng ta phải đặt câu được với những động từ đó. À, đó, nhớ chưa nào? Đấy. Nói nhiều và cứ ngồi đây mà nói, nhìn đây mà nói. Đấy, có sẵn đi rồi cứ thế mà nói thôi.
À, nói nhiều như này tự dưng khi mà nói nhiều rất nhiều lần rồi thì tự dưng những kiến thức này tự dưng nó thành của mình, các em hiểu chưa? À, và đến khi ra gặp mẫu câu là chúng ta cứ là nói thôi, à không có gì khó cả. Thế là nói thật các em là học ngoại ngữ rất là dễ, dễ chỗ là gì, các em chỉ cần đọc nhiều để chuyển hóa những cái dữ liệu này thành cái kiến thức của các em đấy. À, sau đó là gì, cái bộ đầu của em nó sẽ biết tự phân tích, nó phân tích là danh từ giống cái biến đổi như nào, danh từ giống được biến đổi như nào đấy đó. Thế như vậy là càng làm nhiều càng nói nhiều chúng ta sẽ càng thuộc bài đấy, càng thuộc bài càng nói tốt. Chúng ta tiếp theo có bức tranh ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cô gái tên là Gina, Etazina, Etazina, Dung nói nào, Gina, Etazina. Gina đấy. Câu hỏi Dung nào, что Gina делает? Что она делает? Cô ấy làm cái gì? Она продает продукты. 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 Продукты là cái gì vậy? Đâu, Ừ. Dung, trả lời nhanh nào. Là thực phẩm ạ. Là thực phẩm. Đấy. Она продает молоко. Она продает молоко. Молоко là gì? Dung có biết không nào? Là Mà sữa. Malaco là sữa. Anna Pradel Malaco, cô bán thực phẩm mà. Anna Pradel Malaco, cô bán sữa không? Trả lời sao? Ừ, Đã, đa đã. Anna ra Pradel Malaco, yốt. Malaco, đấy, đấy. Anna Pradel Malaco, đúng nè, đấy. Etazina, đã. Что она делает? Она продает продукты. Что она продает молоко? Да, она продает молоко. Đấy. Хорошо. Hỏi thanh nào, кто Зина? Жена моя шостигда. Соседка. Соседка. Соседка, соседка là gì thanh? Hàng xóm ạ. Cô hàng xóm, đấy. Cô hàng xóm nhà tôi. Phải là cô hàng xóm thì con gái mà. Ấy thì mày soset cả đấy. Ít tuần á, tuần á. Em có nói từ này không nào? Anna Pradapshitsa. Em nói thử nào. Anna Pradapshitsa. Anna Prada Shisha. Anna Pradapshitsa. Shit, 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 Shisha. shit, shitsa, shitsa. Anna Shisha. Pradapshitsa đấy. Đó cái chữ sa này. Shit, shitsa, shitsa đấy. Anna Pradapshitsa. Cô ấy là Pradapshitsa là người bán hàng, là cô gái bán hàng đấy. Anna Pradapshitsa đấy. Что она продает? Câu hỏi quen thuộc rồi. Что она продает? Thanh nào? Что Anna она продает? Prada Prada Она продает продукты. 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 Продукты là thực phẩm đấy. Она продает продукты. Хорошо. Thế hỏi tiếp nào. Chúng ta có từ помидоры. Помидоры, thanh biết là gì không nào? Помидоры. Cà chua. Cà chua đây này đấy. Đó cà chua. Она продает помидоры. Она продает помидоры. Cô ấy có bán cà chua không? Trả lời sao? Đã. Da Anna Anna Pradayos Pamidori. Anna Pradayot đấy. Đã. Pamidori. Pamidori. Đấy. Pamidori. Anna Pradayot Confetti. Cô ấy có bán kẹo không? Confetti là kẹo đấy. Đấy. Đúng không? Confetta. Em nói nào. Confetta. Thanh nào. Confetta. 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 Đấy. Dung nói Chết. thử nào. Confetta. Ăn thiệt ta. Confetta là một cái kẹo, nhiều cái kẹo ở confetti. Confetti đấy, confetti là nhiều cái kẹo. Hỏi thay nào, Anna Pradesh confetti. Đã. Anna Pradayos Anna Pradayot. cam Anna Pradayot. Em nói lại cái từ Anna Pradayot. Anna Pradadot. Pradayot ta ta ta. Pradayot. Đúng rồi đấy. Anna Pradayot. Đấy. Em hay có thói quen nói thành chữ s. Anapradayos đấy, đừng nói như vậy. Đây là tờ, chúng ta đọc là tờ. Anapradayot. Pradayot confit tí có cô ấy có bán kẹo đấy. Khá hỏi dung nào. Từ pakupai u nhiều ta vari. Đây chúng ta có động từ pakupai. Pakupai là gì dung? Nó pakupai. Pakupai có nhớ không nào? Pakupai. Nó Pakupat là mua, Là là mua đấy. Pakupat chia động từ mua như thế nào nào?
Pakupat. yes. Ya pakupayu. Đấy. À, chúng ta có động từ pakupat đấy. À, động từ pakupat, xin lỗi các em. Tak pakupat. Đấy, pakupat. À, đó. À, đây là gì? À, đây là động từ thể chưa hoàn thành. Động từ pakupat, động từ thể chưa hoàn thành đấy. Ya pakupayu. Tới pakupayes. Dung chia nào. On. On pakupayet mới. Mời bà cụ bà gì em với nhé chị à nhỉ bà cụ bà yut à đi chưa đấy đó ôi đấy là gì nào dễ chia mà đúng nào đấy à nhỉ bà cụ bà yut chứ không phải gì yut đấy à đây có thừa chữ gì tác của à nhỉ bà cụ bà yut à đúng chưa thanh chia thử nào dạ Ya pakupayu tươi. Từ pakupayam. Tươi pakupayes. Yes. Yes, đã on. Om pakupayat. On pakupayet, đã mới. Với pakupayam. Với pakupayem với. Với pakupayatia. À, với pakupayet chia à nhỉ. Anh pakupayu. À nhỉ pakupayut đấy à nói nhiều cho nó quen thôi thế sao thì giáo cứ yêu cầu các em nói thì cho nó quen mồm đấy đã vào học ngoại ngữ là phải mỏi mồm một tí đấy đó còn học ngoại ngữ mà cứ im im chả nói gì thì khả năng không thua đâu đấy à đó học ngoại ngữ chúng ta phải nói nhiều càng nói nhiều càng tốt đấy đó à tác bột như vậy vừa rồi chúng ta có động từ pakupat pakupat đó là gì à đó là chúng ta mua cái gì đó đấy mua à tạc thế mua thì mua cái gì nào pakupach à hỏi thanh nào stoti pakupayes em mua thì mua cái gì nào em có thể mua được cái gì stoti pakupayes no no Yabakupayu no ia pakupayu sto mua cái gì nào Pra producte đấy Я покупаю продукты. À đúng nè. Я покупаю продукты. À хорошо. Hỏi Dung nào. Что ты покупаешь, Dung? Yabakupayu clip. À, я покупаю хлеб. Хорошо. À, thì bây giờ hỏi Dung nào. Ты покупаешь у нее товары? À, đây có nghĩa là gì? Ты покупаешь у нее товары? Chúng ta có từ товары. Товары là gì đây? Товары là gì nào? Dung có biết không nào? Tavari là hàng hóa đấy. À, đây là hàng hóa. Tavari là hàng hóa. À, em xem nào. Tạc. Tavari. Tavari. À, đó. Chúng ta có từ Tavari. Tác bột đấy. Đó. À, chúng ta viết số 7 nhé. Tạc. À, đó. Chúng ta có từ hàng hóa. Hàng hóa. Tavari. Đó. Những cái từ nào chúng ta không biết, chúng ta phải lấy tờ giấy này. Cái bút này. Ghi lên ra bên cạnh đấy. Tavari. À, ghi chứ. Tavari tức là gì? Hàng hóa xong để ngay bên cạnh cạnh trước mặt ý. Đấy. Đó, bởi vì chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lần đấy. Đó. À khrasho. À như vậy thì giáo hỏi Dung là gì? Từ pakupai nhiều tavari. Em có mua hàng hóa của cô ấy không? Em trả lời sao? Đã, ya pakupayu. Tavari unyiyo. Kazdigen. Tiền Kazdigen là gì vậy? Dung, Kazdigen là gì? ngày Hàng ngày, đấy. Hàng ngày, hàng ngày. Yeah, pakupai tavari unyiyo kazdigen có tôi mua hàng hóa của cô ấy hàng ngày, đấy. À, câu tiếp theo là gì nào? Kazdigen yeah, pakupayu produkti. Hàng ngày thì tôi mua mua thực phẩm này, đấy. Kazdigen yeah, pakupayu produkti. Hàng ngày tôi mua thực phẩm. Каждый день Зина работает. Cô Zina này ngày nào cũng làm việc đấy. Каждый день Зина работает. Đấy. À đó. У нее есть хорошие товары. Cô ấy có hàng hóa tốt không? У нее есть хорошие товары. У нее есть хорошие товары. À chúng ta có tập hợp từ хорошие товары. À Dung nào, tập hợp này có nghĩa là gì nào? Хорошие товары là gì? Nào. Kharoshi Em Tavari thấy là gì? À?
Tavari là gì? Đi là Hàng hóa. Nào. Đâu rồi? dạ Tavari là hàng hóa. Tốt, hàng hóa tốt. Karoshi là tốt đấy. Hàng hóa của cô có hàng hóa tốt đấy. Karoshi Tavari. À chứ là gì? Là hàng hóa tốt. Đấy. Đây là gì nào? Hàng hóa tốt đấy. Hàng hóa tốt. Đúng nào? Nó tạc vật đấy. Đó. À tích cực lên chứ. Đấy. À nhớ kỹ vào nào. Hàng hóa tốt này. Tác bột. À хорошо. Chúng ta có câu nữa này. У меня есть много денег. À, денег là gì đây? Tôi có nhiều tiền. tiền. У меня есть много денег. Thanh nói thử nào. У меня есть много денег. À, у меня есть много денег. Много денег là nhiều tiền đấy. Nhiều tiền. À, tôi có nhiều tiền. Много денег là nhiều tiền đấy. Много денег. À, đó, như này. À, thế bây giờ à, các em bảo ơi những từ này thì em chưa học, không chưa học thì làm sao, chúng ta đang học thì thôi đấy. À, nếu mà nói mình nói cái gì thì có nghĩa là có nhiều tiền à, đúng không? À thế vậy các em thấy là trong cuộc sống hàng ngày đấy, à, trong cuộc sống hàng ngày à, nó chỉ có một số những cái câu, những cái từ mà người ta dùng thường xuyên. À, chúng ta học hết đi rồi thì lúc đó chúng ta hầu dùng thoải mái đấy đó. À, chứ không phải là các em đợi các em học học một đống từ xong hoặc đống ngữ pháp xong bắt đầu ngồi để viết đâu, không. Các em thấy là cái tần suất sử dụng của một từ trong một ngày rất nhiều, và tổng cộng trong một ngày các em chỉ dùng độ khoảng nó độ khoảng nhiều thì độ khoảng 200 từ trở lại thôi, nếu mà các em nói bình thường giao tiếp hàng ngày đấy đó. Em học có 200 từ trong mỗi ngày, em học 10 từ thì em học có 20 ngày là học xong rồi, đúng không nào? Đấy. Quan trọng ở chỗ là gì, là cái em phải biết sử dụng nó đấy, sử dụng nó vào trong câu đấy. Cho nên là gì à, khi mà học ngoại ngữ các em đừng có tham vọng rằng là mình phải biết 1.000 từ, không cần biết đến 1.000 từ đâu. À, bình thường giao tiếp hàng ngày chúng ta chỉ nói được khoảng 200-300 từ đổ lại thôi. Thế bây giờ à, học ngoại ngữ chúng ta chỉ cần có độ khoảng 300-350 câu thôi, là các em nói giao tiếp hàng ngày. Ví dụ các bạn bán hàng này à, các bạn có thể giao tiếp với bạn bè này, đưa bạn bè, mời bạn bè đi chơi này đấy. À, đi chơi uống cà phê hoặc vân vân này khác, em chỉ cần có khoảng 350 câu em giao tiếp tẹt ga luôn đấy đó. À, thế vậy thì tại sao chúng ta không học đây, các mẫu câu của em đây đấy. À, đó. Thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã học xong cái trang này. À, nhiệm vụ của em là gì nào, về xem lại video và cố gắng nói lại nhé đấy. À, đó thì giáo sẽ không bắt các em đọc lại nữa thì mất thì giờ. Tác bột ngày hôm nay chúng ta sẽ xem tiếp phần cấu trúc câu mới của chúng ta. Đây là phần cấu trúc câu mới này. À, cấu trúc câu giao tiếp của chúng ta có câu Вы не скажете. Đấy, đó. Đây là dường như là khi trong giao tiếp nó sẽ có một cái mẫu câu cơ bản mà khi người ta hỏi, người ta bắt buộc phải nói đúng cái câu đó. À, đó, đúng không nào? Chứ chúng ta không cần phải nói cái câu khác. À, ví dụ trong tiếng Nga nó có cái câu Вы не скажете. Xin ông bà hãy nói cho tôi biết đấy. Вы не скажете. Кто это? À, hãy nói cho tôi biết đây là ai vậy đấy. Vinisca rồi chị giáp chẹt cá, chúng ta có từ áp chẹt cá, áp chẹt cá. À, Thanh biết áp chẹt cá là gì nào? Áp chẹt cá đấy. À, không biết áp chẹt cá là gì, nhìn thấy đây là hiệu thuốc này đấy. À, nó là hiệu thuốc thì chúng ta nói à đó. À, tá giáp chẹt cá, Vinisca rồi chị giáp chẹt cá. À, các bạn có nói tôi biết cho tôi biết đây hiệu thuốc ở đâu không đấy. Đó, mẫu câu là gì? Вы не скажете. Вы не скажете. Vậy не скажете là cái gì vậy? À, вы не скажете nó là cái gì vậy? Đó, chúng ta có động từ говорить. Chúng ta có động từ говорить. À, говорить. Đấy, xin lỗi. Так. À, говорить. À, Thanh nói cho thầy giáo biết говорить là gì nào? À, là nói ạ. À, говорить là nói. Đấy. À, cái vari là nói, đây là động từ thể chưa hoàn thành đấy. Nhe sa vi, đúng nào đấy. Đó. Thế và chúng ta có một động từ thứ hai nữa đấy. À, đó là động từ skazat. À, động từ skazat đấy. À, thì ta lại hỏi Thanh nhé. À, ta skazat. Skazat. Skazat là gì vậy Thanh? À, nói ạ. Cũng là nói và đây là động từ thể hoàn thành đấy. À, sa vi đấy. À, động từ sa vi, đó là động từ thể hoàn thành, đúng nào đấy. Đó, говорить là nói, сказать cũng là nói đấy. Đó, thế bây giờ hai động từ này nó chia như thế nào?
À, dung thử chia động từ gabarit nào. Có biết chia không nào? À, có thử thử cái chia được không? Động từ gabarit đấy. Đó, chúng ta sẽ chia động từ gabarit là nói này. Ya gabariu. À đấy. Đấy, dung chia thêm nào. Tới gabarit. Rish, đấy. On. À. Rish. Gabarit đấy. À, on gabarit. Đúng không? Mới gabarit. Đây à, với gabarit che đấy à nhỉ gabarit à đó nhá à thì như vậy đó là động từ gabarit đấy à đây động từ gabarit đó động từ gabarit là động từ thể chưa hoàn thành đấy à thế còn động từ skazat đó là động từ thể hoàn thành động từ skazat thì nó sẽ chia như sau я скажу à я скажу đấy ты скажешь, он скажет, мы скажем, вы скажете, они скажут. À, đó, thấy chưa nào? Tác vụt đấy. Đó. À, я скажу. À, chọn con rêu đâu? Я скажу. Đấy. À, đó. À, ты скажешь. À, скажешь, đấy. Đó, giọng âm rơi vào đây, đấy. Ты скажешь. Он скажет. Он скажет. Мы скажем. Вы скажете. Они скажут. À, đó, đây chúng ta đánh dấu trọng âm nhé. Так вот. À, như vậy đó là động từ сказать. Thế sao thì giáo chia cái động từ сказать cho các em vậy? À, để cho các em nhìn thấy nhé. Để cho các em nhìn thấy. Là cái mẫu này này. Вы не скажете. Chính là cái câu này. Вы скажете. Được chưa? Вы скажете. Вы не скажете. À, ông bà có nói cho tôi biết. Где аптека? Nó là chính từ cái dạng chia của động từ сказать này ra. Đấy. À, đó. Сказать là dạng chia ngôi vui của động từ скажете. Đấy. Là ngôi vui, ngôi chia tương thức với đại từ вы. Đấy. Của động từ сказать. Đấy. Đó. Thế bây giờ các em đã hiểu là cái скажете này đâu ra rồi. Đấy. Đó. À thế như vậy là bây giờ chúng ta việc còn lại là chúng ta phải đọc cái câu này thôi. Đấy. Đó. Trước hết là mời các em đọc cái động từ сказать nào. Thanh đọc nào. Я скажу. Я скажу. Ты скажешь. Мы скажем. Он скажет. Мы скажем. Но. Он скажет. Мы скажем. Вы. Вы скажете. Они скажут. Они скажут. Да, thế bây giờ Thanh nói giúp thầy giáo câu là ông bà có nói cho tôi biết là hiệu thuốc ở đâu không? Вы не скажете. Вы не скажете. Вы не скажете, где аптека? Аптека. Да, где аптека? Đấy. À, câu thứ hai nào. Ông bà có nói cho tôi biết tôi đang ở đâu không? Thanh nói nào. Вы не скажете. Где я? Đấy. А, вы не скажете, где я? Đấy. Đó. À, хорошо. Chúng ta có tập hợp từ câu hỏi который час сейчас? Который час сейчас? À, có nghĩa là bây giờ là mấy giờ rồi? Сейчас là bây giờ. Час là một giờ, đấy. Đó. Который час? À, ý nói là bây giờ đang là giờ thứ mấy? Đấy. Который час сейчас? Вы не скажете, который час сейчас? À, ông bà có nói cho tôi biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đấy, đó. À, thế như vậy là gì? Чем так вы кого чу кого? Вы не скажете. Но tương đương với cái câu скажите, пожалуйста, mà chúng ta đã học trước đây, đấy. Nếu chúng ta nói скажите, à chúng ta sẽ nói пожалуйста. Thế còn nếu chúng ta nói вы не скажете thì chúng ta sẽ không cần phải nói cái từ пожалуйста, đấy. Đó. Так вот. Bây giờ trong câu mẫu câu giao tiếp thực tế nó sẽ như thế nào? Вы не скажете, кто это? Ông bà có nói cho tôi biết đây là ai không vậy? Извините, я не знаю. Xin lỗi, tôi không biết. Đấy. Извините, chúng ta có từ извините và простите. Извините, простите. Và động từ знать. Động từ знать có nghĩa là biết. Đấy. Đó. Dung chia động từ знать nào. Я. Я знаю. Ты. Ты знаешь. Don. Он знает. Мы. Знаем. Вы. Они
Они знают те. À, ở đây có hai cái mẫu câu извините và простите. Đều có nghĩa là xin lỗi đấy. À, khi chúng ta người ta hỏi chúng ta mà chúng ta không biết ấy thì chúng ta sẽ không trả lời được. Chúng ta sẽ bảo xin lỗi tôi không biết. Извините, я не знаю. Простите, я не знаю. Đấy. À, Thanh nói nào. Извините, я не знаю. Извините, я знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Đấy. Xin lỗi tôi không biết. Đấy. À, câu thứ hai nào. Простите, я не знаю. Простите, я знаю. Я не знаю. Не знаю. Phải là не знаю. Tức là не là không biết mà. Đấy. Đấy. Извините, я не знаю. Простите, я не знаю. Đấy. Đó. Ví dụ có câu này. Вы не скажете, где русский музей? À, Thanh dịch cái câu này, русский музей là gì vậy? À, bảo tàng Nga. Viện bảo tàng Nga. Đấy. Viện bảo tàng Nga có ở thành phố Saint Petersburg. Đấy. À, вы не скажете, где русский музей? À, trả лời. Простите, я не знаю, я иностранец. Xin lỗi, tôi không biết, tôi là người nước ngoài. Простите, я не знаю, я иностранец. Chúng ta có từ иностранец. À, đây là một người đàn ông nước ngoài. Người phụ nữ nước ngoài thì sao? Thanh có biết không nào? Иностранец. Là gì? À, một người phụ nữ nước ngoài chúng ta sẽ nói là in na stranka đấy. À đó, inastranka, inastranit, inastranka. À đúng chưa nào? Đấy. À Thanh nói là inastranka. 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 À đó là một người phụ nữ nước ngoài. À em nói tôi là một người phụ nữ nước ngoài nào. Я иностранка. Я иностранка. Я иностранка. Đấy. Я иностранка. À đó, Dung nói nào. Я иностранка. Я иностранка. Я иностранка. Dung nói nào. Про извините. Извините. Простите. Я простите. Я иностранка. Я иностранка. Я иностранка. À đúng chưa nào? Так вот. Хорошо. Thế như vậy ở trong cái trang này chúng ta biết thêm mấy động từ nào? Знать, говорит, сказать, đấy. À, chúng ta nhìn thấy là gì? À, chúng ta trong một giờ học chúng ta học rất nhiều động từ đấy. Tiếp theo chúng ta lại tiếp tục đấy. À, xem cái cách chia của động từ này. À, em xem nào. Я делаю, đấy. À, делаю là gì nào? À, động từ делать là gì nào? No. Làm. Делать. Делать là làm cái gì đó đấy. À, chia nào. Я. À, Dung, Dung chia nào. Я. Делаю. Я делаю. Ты. Ты делаешь. Ты делаешь. Он. Он делает. Мы. Делаем. Мы делаем. Вы. Вы делаете. Да, они. Они делают. Они делают, да? А, ba hỏi này. Маша, что ты делаешь? Маша, cháu đang làm cái gì đây? Маша trả lời. Я читаю журнал. Cháu đang đọc tạp chí. Читаю. Я читаю журнал. Đấy. Đó. À, chúng ta có động từ читать. Thanh chia động từ читать nào. Я. Я читаю. Читаю ты. Ты читаешь. Читаешь он. Он читает. Он читает мы. Мы читаем. Мы читаем вы. Вы читаете. Они. Они читают. Они читают, đấy. Они читают. Ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta có hai động từ делать và читать. Hai động từ này chúng ta nhìn thấy nó chưa giống nhau không? Я делаю. Я читаю. Аю, đây là аю đấy. Ты делаешь. Ты читаешь, đúng không? Он делает. Он делает. Он читает. À đúng không nào? Vậy thì đây là dạng chia động từ thuộc nhóm chia một. Đấy, chúng giống nhau. Đấy, đó. À, cái này chúng ta xem rồi. À, thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp. À, cái dạng chia của động từ thuộc nhóm chia hai nó sẽ như thế nào. Đấy. Chúng ta có động từ smatriet. Smatriet. À, tôi xem nào. Smatriet nghĩa là xem. À, Dung chia nào. Я смотрю. Я смотрю. Ты смотришь. Смотришь.
Он смотрит. Он Смотрит. смотрит. Мы смотрим. Вы смотрите. Смотрите. Они смотрят. Они смотрят. Они смотрят, хорошо. Смотрят, и вот это сам газин. Телевизор. А, сам ТВ, да? Смотрят. Они, мы смотрим телевизор. Бахой, да? Бабушка спрашивает. Бахой. Петя и Миша. А, có thằng Петя và thằng Миша. Петя и Миша. Что вы делаете? Các cậu đang làm cái gì đây? Các cháu đang làm cái gì đây? Мы смотрим телевизор. Chúng tôi, chúng cháu đang xem TV. Đấy. Мы смотрим телевизор. À, đó. Thế vậy thì đó là động từ смотрит, đấy. Đó. À, thế bây giờ chúng ta có hai động từ спрашивать và отвечать. Спрашивать là hỏi, отвечать là trả lời. Đấy. Đó. Bây giờ sẽ mời bạn Thanh chia động từ спрашивать. Động từ này hơi dài một chút đấy. À, я, Thanh chia nào. Я спрашиваю. Да, ты. Ты спрашиваешь. Да, он. Он спрашивает. Мы. Мы спрашиваем. Вы. Вы спрашиваете. Они. Они спрашивают. Да, они спрашивают. А, đúng nào, да. Động từ отвечать nào. À, dùng chia động từ отвечать nào. Я. Я отвечаю. Отвечаю. Trọng âm nè. Я отвечаю. Отвечаю. Đúng rồi. Ты. Ты отвечаешь. Он. Он отвечает. Он отвечает. Мы. Мы отвечаем. Вы. Вы отвечаете. Они. Они отвечают. Они отвечают, да? Они отвечают. А, хорошо. Хорошо. Thế như vậy là đó là động từ отвечать. Và chúng ta có động từ спрашивать. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu với lại hai cái động từ này. Đấy. Đó. À, chúng ta sẽ đặt một câu đầu tiên. Chúng ta câu là bà hỏi Masha đang làm gì đây? Bà hỏi Masha đang làm gì đây? À, chúng ta sẽ đặt được không nào? Mời bạn Thanh đặt nào. Bà hỏi Masha đang làm gì đây? Masha что ты делаешь? À, đó, đó là cái câu mà chúng ta nói rồi, đấy, à, nói trực tiếp rồi. Bây giờ chúng ta có câu là ba hỏi là gì nào? À, ba hỏi à? À, babushka, đúng không? Là bà đúng không nào? Hỏi là gì? Hỏi là. Спрашивает. Спрашивает. Đấy, babushka là Anna, cái Anna спрашивает đấy. À, Masha đang làm cái gì? Что Маша делает? Đấy, đó đấy chưa đấy. Bà hỏi Masha đang làm cái gì? Đấy. À đấy. À bây giờ trả lời. Masha trả lời rằng cô ấy đang đọc tạp chí. À, em dịch, em nói tiếp nào. Masha отвечает. Đúng không? Masha отвечает. À đúng nè. À rằng что? А что она? Она читает. Yes. Журнал. À đó đấy chứ nào. Đấy. À em thấy vừa rồi em đã đặt được một câu rất phức tạp đúng không nào? Đấy. Câu phức tạp này gồm có cái gì? Nó gồm có hai mẫu câu đơn ghép lại với nhau. Đấy. Nó ghép bằng cái gì? Ghép bằng cái từ что này. Đúng không nào? À что là cái gì vậy? Что nó ở đứng giữa là liên từ. Đấy. Cái liên từ này nó nối hai cái câu đơn với nhau. Em chưa? Бабушка спрашивает, что? Что Маша делает? От Маша отвечает, что? Что она отвечает? Она отвечает, что она читает журнал. À, đúng không? À, thì bây giờ sẽ mời bạn Dung viết câu thứ hai, khó hơn. Đấy. Câu thứ hai của chúng ta là gì nào? Bà hỏi Misha và Petya đang làm gì đây? Nào. Dung trả lời nào. Ba hỏi là gì? Babushka hỏi. Спрашивает. No. Что? Миша и Петя
что Миша и Петя делает, да? Делай, а делай, ют. Bởi vì sao Миша и Петя là hai người? Em hiểu chưa? Hai người thì tương đương với ngôi anh nhì. Anh nhì thì là gì? Anh nhì ở đây là gì nào? Anh nhì делают, đúng không nào? Бабушка спрашивает, что Миша и Петя делают, да? À, thế bây giờ câu trả lời sao? Миша и Петя отвечают. Отвечают, да? Миша и Петя, Петя отвечают. Rằng chúng đang xem TV. Что они смотрят, да? Что они смотрят? А, Зина. Телевизор. Телевизор là cái gì? Là cái TV, да? À, nó vô ta. Đúng không? Có phải vậy không Dung? À, đúng rồi, đấy. À, đấy chúng ta lại nhìn thấy có gì nào? Chúng ta lại nhìn thấy có cái liên từ store ở đây, đấy. À, đúng chưa? Đấy. À, так. À, бабушка спрашивает, что Миша и Петя делают. Миша и Петя отвечают. Отвечают. Đấy. Что они смотрят телевизор. А, вот так вот, đấy. Đó, như vậy là chúng ta đã học xong cách đặt một cái câu phức hợp, đấy. À, bây giờ sẽ mời các bạn sẽ xem tiếp một động từ nữa. Đó là động từ работать. Работать, đấy. À, вот. À, Thanh chia giúp thầy giáo động từ này nào. Я работаю. Ты ты работаешь. Yes. Em nói nào. Yes. Он работает. Он работает. Мы работаем. Мы работаем. Вы работаете. Да, они. Они работают. Они работают, да? Я работаю. Ты работаешь. Он работает. Мы работаем. Вы работаете. Và они работают, да? À, đó là từ работать. À, thế bây giờ bà hỏi nào. Bà hỏi cái gì nào? Dung đọc nào. Катя. Бабушка. Ба, а, ба хой, Катя, что ты делаешь? Em đọc. Что ты делаешь? А, что ты делаешь? Катя, что ты сам? Я работаю. Я работаю. Да? А, thế bây giờ sẽ mời bạn Thanh tường thuật lại cho chúng ta cái đoạn này nào. À, бабушка. Бабушка. Спрашивает. Бабушка спрашивает, да? А, chúng ta sẽ ghi nào. Бабушка. А, спрашивает, да? Что? Что? Это Катя делает, да? Что Катя делает? А, чалай сана. Катя, Катя. Отвечает. Что она? Что она работает? А, да? А бабушка спрашивает, что Катя делает? Катя отвечает, что она работает, да? А, đúng không? À, à thế bây giờ Dung sẽ dịch giúp thầy giáo một câu nào. Dung dịch giúp thầy giáo một câu là mẹ hỏi Dung đang làm gì đây? Đấy. Mẹ hỏi Dung đang làm gì đây? Mama. Спрашивает. No. Спрашивает. Что? Что? Dung. Делает. À, đấy. Dung trả lời rằng là cô ấy đang đọc báo đấy. Dung отвечает. Đấy. Что? Что? No. Dung отвечает. Что она? Что она đang đọc báo. Она читает. Báo là gì? Газету. Đấy. Mama спрашивает, что Dung делает. Dung отвечает, что она читает газету. Đấy. À, так, хорошо. À, thế bây giờ Thanh dịch giúp thầy giáo một câu này. Đấy. Thanh dịch giúp thầy giáo một câu là bạn gái hỏi Thanh đang làm gì đây?
Bạn gái là gì? Padruga. Đấy. Spra. Svayet. Sto. Sto thanh dialect đấy. Sto thanh dialect. Dialect. Đúng nào, đấy. Tạc. Thanh trả lời rằng cô ấy đang làm việc. Thanh отвечает. Отвечает, что она работает. Đấy. Bây giờ Thanh trả lời là Thanh trả lời rằng cô ấy đang xem TV. Anna xem là gì? Anna смотрит. Смотрит. TV là gì? Телевизор. Đấy. Что она смотрит телевизор. Đúng như nào, đấy. Đó. Như vậy chúng ta có những bộ câu giao tiếp như vậy đấy. Bây giờ sẽ mời bạn Dung đọc câu thứ nhất và Thanh trả lời. Đấy. Dung thì hỏi, Thanh trả lời nào. Dung trả lời đọc câu thứ nhất nào. Бабушка. 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 Расчивает. Кто Катя делает? Делает. Thanh nói nào. Катя. Катя отвечает, что она работает. Đấy. Dung đọc tiếp nào. Мама спрашивает. Спрашивает, что Dung делает. Да. Dung отвечает, что она читает. Читает газету. Газету. Да. Хорошо. Подруга. Dung nào. Подруга спрашивает, что ты там. Thanh делает, да. Thanh отвечает, что она смотрит телевизор. Телевизор, да? Да. Thanh отвечает, что она смотрит телевизор, да? Хорошо. Хорошо. Thế như vậy là trong bài ngày hôm nay chúng ta em thấy các em thấy là gì? Chúng ta học được rất nhiều động từ, đấy. Đó thì nó sẽ không bắt các em học thêm nữa, đấy. Đó. Thế như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng bài tại đây. Đấy. Bài học sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các em và hẹn các em trong buổi học tới nhé. Chịu khó học bài các em nhé. Đấy. Хорошо. До свидания. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.